Không chừng cô sẽ nuốt lời đó. Cô là nhân chứng duy nhất của chúng ta, tôi vẫn còn chịu được mà. Vì công lý, anh nhất định phải cố chịu. Lúc nãy tôi vào hỏi hết rồi. Nè, trong trường đại học đó, đa số mọi người cổ đều quen biết. Kha Vũ Lâm và Trần Thi Hàm, có lẽ cô biết thật đó. Nhảm nhí, hồi nãy coi hình rồi mà. Vào tới đây, làm ơn. Cảm ơn. Ê, mở hoài cũng không mở được, dở quá. Khoa dầu với sư phụ là việc đệ tử cần phải làm kia mà. Bây giờ cô đóng kịch có cần nhập gia đến vậy không? Xung quanh không có ai gọi sư phụ gì chứ. Đã nói xuống tàu thì không phải nữa. Có phải bây giờ chúng ta vẫn ở trên tàu hay không? Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Với lại lúc tôi thực tập cũng cần sư phụ mà. Nên tôi đã quyết định rồi, chính thức gia nhập văn phòng luật sư Giam Thương Hiệp làm đệ tử của anh. Có được hay không sư phụ? Lời hứa bằng miệng cũng có hiệu lực pháp luật đó. Đã nói ở đây không có sư phụ rồi, ok? Không hiểu tại sao cô lại muốn theo hiệp sĩ mụ tới vậy. Cô có biết không, cả Trung Hoàng ảnh là luật sư nghèo nhất đó. Tôi hả? Từ trước tới giờ ảnh hoàn toàn chưa trả lương cho tôi đó. Phải đó, chúng tôi thật sự nghèo lắm. Một giá một 30 ngàn. Đã nói là nghèo rồi làm gì có 30 ngàn. Bây giờ ăn cướp sao? Không phải, là em đưa cho anh đó. Cô quá trời, lỡ mà đồn ra ngoài cô bỏ tiền đi làm công không tốt cho danh tiếng của cô đâu. Nè khoa đã, hiệp sĩ mù, chẳng phải trước giờ anh luôn mặc kệ người ta nói gì sao? Thật ra thì nếu cô đã có nhiệt tình như vậy, với luật pháp Hồng Kông rất cần những người như cô để kế thừa đó. Nói thiệt nha, chúng tôi làm đàn anh không thể tỏ ra tự mãn mới được chứ. Tôi thay mặt văn phòng luật sư Văn Thân Hiệp hoan nghênh cô. Nè, anh tưởng là góp phần trong văn phòng luật sư sao? 50 ngàn. Trời, tôi thật sự hoàn toàn cảm nhận được thành ý của cô Quách đây. Cô hoàn toàn là hy vọng của giới luật pháp này. Chúc mừng cô. Bây giờ rõ ràng là dùng tiền đè người mà. Cô có biết bây giờ cô đang đè bẹp giới trẻ không? Hiệp sĩ mù, anh nói một câu đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Tức là thành ý của cô Quách đây tôi thật sự hoàn toàn cảm nhận được mà. Nhưng mà cách thức của cô vẫn chưa rõ cho lắm. Hay là vậy đi, cô làm chứng trước, làm chứng xong cho dù kiện này kết thúc chúng ta mới quyết định đi có được không? Sư phụ, anh nói sao thì em nghe vậy. Ok, sao chiếc tàu dừng rồi mà vẫn như chồng chành qua lại vậy? Tôi muốn ra ngoài hóng gió một lát. Em đưa anh đi. Đi. Không cần đâu. Cô, anh đi với tôi đi được không? Dành cái gì mà dành? Cô trước sau cũng là của cô. Sao hả? Dịnh trước đi. Anh thử nhìn ra xa chút. Nghe nói nhìn xa chút sẽ đỡ hơn đó. Tôi làm sao mà nhìn chứ? Tôi nhìn giùm anh. Phimmedia.me. Có đỡ hơn không? Để ủng hộ team làm anh Paul nè, thoa kem chống nắng giùm em đi. Anh tới liền. Anh tự mình cẩn thận nha. Để, anh Paul, không để bổ mặt tôi xong. Để anh cho. Đã không khỏe còn bắt trước người ta bơi sao? Phá quá. Sao hả, sao hả? Còn lạnh lắm à? Lạnh lắm. Để coi. Ê, nè, nấu cháo cho anh rồi nè. Ngồi yên. Ngồi yên đi. Há miệng ra. Ê, sao vậy? Nóng quá đi. Tôi đã thổi giùm anh rồi. Anh cũng kỳ thiệt. Từng tuổi đầu này cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Phải, tôi cảm nhận được anh biết tự chăm sóc bản thân lắm. Hình như đang ăn cháo của tôi đó. Làm gì có. Coi đó, tôi vừa không ở bên cạnh anh liền có chuyện. Anh đừng tưởng là tôi không nhìn thấy, nhưng mà tôi nghe được đó. Cô bé đó nhờ anh thoa kem chống nắng. Luôn cả má tên gì anh cũng không còn nhớ nữa. Nè, người ta không thể thoa kem chống nắng thê thảm lắm. Tôi chỉ phụ cổ thôi. Từ nay á, khi có anh ở đây, tôi không nhìn người khác nữa có được chưa? Nhiều quá rồi đó.